Dạ nhà vườn Trung Lê Dung xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây ạ. Hôm nay nhà vườn em có dời một số cây muốn giao lưu với toàn thể quý cô chú nha. Hôm nay em dời như là linh sam phôi gốc lớn, rồi si búp hồng, rồi khế, rồi sam hương. Nói chung là cũng ba bốn chủng loại nha quý cô chú. Hôm nay em có một cây sam hương, nói chung là rất là đẹp cây nha. Đây cũng khá là quý cây. Em cốt cành rất là ok nha. Đây em cũng mới hai chậu luôn, cây đó thường sống khỏe rồi. Để không mất thời gian quý cô chú anh chị em vô cây mã số 1 nha. Mã số 1 là linh sam song huynh nè, linh sam song huynh da me. Hôm nay lô em hôm nay cũng được 8 9 cây nha quý cô chú. Cây hàng lớn nha, cây khá là lớn cây luôn. Cây có dáng trực cốt cành thiên nhiên khá là đều nha. Cây giờ rất là mau chơi luôn. Rồi để em tiến vào thông số coi mắt. Chiều cao từ bầu lên tới đỉnh là nó 60 ạ. Hoành ngang vị trí đây của nó là nó 56. Em đó trên eo luôn. Trên eo trên đây là 48 ạ. À. Chiều ngang mặt bầu là 45. Cây chung lại thèo dít cũng khá ok nha quý cô chú. Có những thèo nhỏ em lóc cốt cành để cho nó thoáng cây thôi. Cây mã số 1 lên sam song minh em xin giao lưu giá là 3 triệu 400 ngàn ạ. 3 triệu 400 ngàn em cũng bao ship là toàn quốc nha. Số điện thoại nhà vườn em là 0919 670 661. Số đó là số Zalo nha quý cô chú. Giá là 3 triệu 400 ngàn mã số 1 ạ. Tiếp theo là mã số 2 nha quý cô chú. Mã số 2 của là linh sam song minh luôn. Cây này cũng rất là già cây nha, hoành cũng khá là lớn. Cây thì cũng cắt thiên nhiên, có cốt cành sẵn. Chiều cao là nó 34. Cái tán ngang của nó là được 50 ạ. À. Cành bay từ thân ra ngoài của nó là được 30. Hoành là nó được là 41 ạ, à. Hoành 41. Chiều ngang mặt bầu là được 30 ạ. À. Linh sam mã số 2 em xin giao lưu giá là 1.900.000 ạ. 1.900.000 bao ship toàn quốc nha. Cây này có thể mình về mình show thêm chút đỉnh đó nha. Cái bay cũng khá là đẹp với cô chú. Giá 1.900.000 mã số 2 ạ. Dạ tiếp theo là mã số 3 với cô chú cũng là linh sam. Mấy lô cây hôm nay cây cũng khá lớn nha. Cây này có dáng phong cao cũng khá là đẹp. Nuôi cành rớt xuống nữa là khá ok nha. Chiều cao được là 59 ạ. À. Hoành ngay trí đây của nó là được là 53 ạ. Sát cụ rễ 53. Đo tuốt ở trên eo luôn. Trên eo của nó là được là 40 ạ. À. Chiều ngang mặt bầu được là 41. Linh sam song minh mã số 3. Em xin giao lưu giá là 1.900.000 ạ. À. 900.000 em cũng bao ship là toàn quốc nha. Những hàng kho nhỏ gọn em bao ship toàn quốc nha. 900.000. Tiếp theo là mã số 4 nha quý cô chú. Mã số 4 cũng là linh sam ạ. Cây cũng khá là lớn cây nha. Cây này có 3 thân. Một gốc mà 3 thân nha. Cây cũng phơm tàn, có cốt cành cũng khá là mau chơi. Rất là có duyên nha quý cô chú. Chiều cao nó lại được là 45 ạ. Cao 45. Tổng hoành của nó lại được là 65 ạ. À. Em đo cái thằng đại diện ở trên đây đi. Vị trí trên đây của nó lại được là 20, gần 28 tính 27 thôi ạ. À. Chuyện nghe mặt bầu của nó là nó được là 38 ạ. À. Cái này hãy mình về mình vô trồng chữ nhật nha. Cây linh sam song hình. Mã số 4 em xin giao lưu giá là 2.400.000. 2.400.000 em cũng bao ship toàn quốc nha. Giá là 2.400.000 mã số 4. Tiếp theo là mã số 5 nha quý cô chú. Mã số 5 cũng là linh sam song minh luôn. Cảnh sát cũng khá là lớn nha quý cô chú. Việt Nam nó là được là 40 ạ. À. Hoành của nó là được là 45 ạ. À. Rồi sát khí cũ luôn, sát khí cũ của nó là được là 52.
ngang mặt bầu là được là 44. Đây Linh Sa, mã số 5 em xin giao lưu giá là 1.900.000. 1.900.000 em cũng bao ship là toàn quốc nha. Giá là 1.900.000 ạ. Tiếp theo là mã số 6 nha quý cô chú, mã số 6. Cũng là Linh Sam Song Minh nha. Đây này thì có ba thăng mà liền liền bạc đây nha. Anh em chơi cũng gần cũng khá là đẹp nha. Đây ba thăng. Đây cũng có nước nuôi cũng có cốt cành nha. Cam nó là được là 58 ạ. Ngang là nó được là 58 luôn. Đo tổng hoành nó, đo cái hoành đại diện. Tổng hoành của nó là được là 81. Đại diện của nó là được là 35 mà. Cái hoành chính giữa này luôn. Giữa này của nó là được là 32 ạ. Thì nghe mặt bầu là được 49. Rồi cho Linh Sam mã số là 6. Em xin giao lưu giá là 2.400.000. Cũng bao ship là toàn quốc nha. Giá 2.400.000. Dạ tiếp theo là mã số 7 quý cô chú. Mã số 7 cũng là Linh Sam xong anh nha. Cái được sát khá là lớn quý cô chú. Chú cam nó là được là 40 à. Hoành cũng nó là được là 57 à. Đó trên eo luôn. Trên eo là được là 47. Tổng cua đặt của nó là được là 65 à. Đây vị trí đây nó được 65. Cây ngoài nhìn rất là lớn nha quý cô chú. Chú ngang mặt bầu nó là được là 35 à. Cây Linh Sam mã số 7 em xin giao lưu giá là 1.500.000 à. Này nó có cái điểm có lỗi nha vị trí nha quý cô chú. Thường cây hai thân thì nó có cái kẽ ở đây nha, nhưng bao là không có bị mục hay là bọng gì hết, nó chỉ có cái kẽ ở đây thôi. Mã số 7 em xin giao lưu giá là 1.500.000. 500.000 bao ship toàn quá. Dạ tiếp theo là mã số 8 nha quý cô chú, cũng là Linh Sam Trọng Minh luôn. Cây này thì nó có cái hoành rất là lớn nha, cây cũng lùng lực. Rồi đánh đo cái hoành. Chiều cao nó là được là 40 à. Đây hoành vị trí đây của nó là được là 56 à. Chiều ngang mặt bầu nó là được là 45. Hoài rất lớn quý cô chú. Đây tay chụp lại lớn. Cái Linh Sam mã số 8 em xin giao lưu giá là 2.400.000 à. Cái này thì nó có cái điểm yếu là ngay vị trí này quý cô chú. Có bị chết một hai ghế đây nè. Còn da trong là vẫn sống khỏe bình thường nha quý cô chú. Chỉ có chết một hai ghế thôi. Cái này rất là già cây nha quý cô chú. Mã số 8 giá 2.400.000. 2.400.000 em bao ship là toàn quốc nha. Lớn rồi chứ. Dạ tiếp theo là mã số 9 nha quý cô chú. Mã số 9 cũng là Linh Sam Song Minh luôn. Cây này cũng là cây cuối cùng của cái lô Linh Sam em ngày hôm nay nha. Cây này có form tàn thiên nhiên cũng khá là đẹp nha. Cầm có sẵn giờ gắt lại mau chơi luôn. Cam nó là được là 45 ạ. Hoành của nó là được là 48 à, hoành 48. Chiều ngang mặt bầu là được là 39 à. Đế chung đây thì hết thôi biết không? Tập chống mặt nào đó. Cây Linh Sam mã số 9 em xin giao lưu giá là 2.600.000 à. 2.600.000 em cũng bao ship là toàn quốc à. Giá 2.600.000. Tiếp theo là mã số 10 nha quý cô chú. Mã số 10 là một cây khế răng ạ. Hôm nay em cũng được 3 phôi khế răng nha. Cây cũng khá là già cây, chắc là lớn cây nha. Khế răng mã số 10. Đây rất là lớn luôn. Chiều cao của nó là được là 60 ạ.
chiều cao là 60. Rồi sát với cổ rễ, sát với cổ rễ của nó là được là 63. Cho nên vị trí đây của nó là được là 51 ạ. Chiều ngang mặt bầu là được là 47. Cây cũng khá là sạch hẹo nha quý cô chú. Có những hẹo cốt cành thôi. Đo hạo cái cụ đặt của nó. Đặt của nó nha, vị trí đây của nó là được là 76 ạ. 76. Cây khế găng mã số 10 em xin giao lưu giá là 6.500.000 ạ. 6.500.000 em cũng bao ship là toàn quốc nha. Giá 6.500.000. Tiếp theo là mã số 11 nha quý cô chú. Mã số 11 cũng là cây khế găng nha. Cây cũng rất là già cây, cây trực cốt cành có sẵn nha quý cô chú. Cành cũng khá là lớn. Cam nó đã được là 75 ạ. Cao 75. Hoành cam nó ngay trí đây của nó lại được là 56 ạ. Đây. Trí đây của nó được 56. Chiều ngang mặt bầu là được là 50 ạ. Cây này chung lại dàn đế khá là đẹp nha. Cây nó chung lại cốt cành cũng khá ok. Cây này cũng không có theo dứt gì nha quý cô chú. Mã số 11 em xin giao lưu giá là 6.500.000 ạ. 6.500.000 em cũng bao ship là toàn quốc. Số hộ nhà vườn em là 0919670661. Số đó là số Zalo nha. Mở khu vực Lê Dung Đồng Tháp ạ. Tiếp theo là mã số 12 nha quý cô chú. Mã số 12 cũng là cây khế găng luôn. Cây có dáng bài nha. Cây có dáng bài cũng khá là đẹp cây. Cây này lên nu cũng khá là nhiều à. Cái chiều cao của nó là được là 45 nè. Tán từ gốc này ra tới đây là nó 55. Cành bay của nó là được là 45 mà. Còn ngay vị trí đây của nó là được là 50 à. Còn sát với củ đế nó luôn, sát với củ đây của nó được là 75. Cành bay của nó thì được là 33. Chiều ngang mặt bầu là 40. Cây khế găng mã số 12 em xin giao lưu giá là 6 triệu ạ. 6 triệu em bao ship là toàn quốc ạ. Giá 6 triệu. Cây mã số 12 ạ. Cây này có thể mình trồng mình xô thêm chút đỉnh nha quý cô chú. Đây, rất là đẹp đây nha. Giá là 6 triệu. Tiếp theo là mã số 13 nha quý cô chú. Mã số 13 là một cây si búp hồng ạ. Cây này cây si búp hồng. Cây này cũng có nước nuôi cây đã sống khỏe nha. Em cũng rút ra rệm bó bầu lại. Cây này cũng có nước nuôi cốt cành hết rồi. Bây giờ cũng khá là mau chơi nha. Cây liền thối rất là đẹp cây nha. Cao từ mặt cắt nó xuống tới mặt bầu của nó là được là 37 à. 37. Cây mặt bầu chiều dài mặt bầu là được là 60 à. Rễ lại ra tới mặt bầu á nghe quý cô chú. Em quay vòng rồi em đo cái hoành của nó. Đo cái hoành tổng đi. Hoành tổng cái cục nạc liền của nó luôn là nó được là 106 à. Đây, đây vị trí đây 106. Còn tổng cái nồi đế của nó khá là lớn nha. Cây liền khối thẹo dít đồ cũng khá là ok nha. Những mặt cắt của nó là đục đẽo, nó bo thẹo lại rất là mạnh này. Rồi cây si búp hồng mã số là 13 em xin giao lưu giá là 4.500.000 ạ. 4.500.000 em cũng bao ship toàn quốc nha. Giá là 4.500.000. Dạ tiếp theo là mã số là 14 nha quý cô chú. Mã số 14 cũng là một cây si búp hồng luôn ạ. Cây này cũng rất là già cây. Cây này rễ gối quắn giống như là nằm trong chậu rất là lâu nha quý cô chú. Già cây luôn.
Rồi, tiếp nha, thông số cao nó là được là 65 mà cao là 65. Tổng hoành ở vị trí đây của nó là được là 121 ạ. Đây, ở vị trí đây của nó là được là 121. Cái này cũng có đục đẽo bó bầu luôn nha. Cái này thấy mình giờ mình bỏ trong mát tầm khoảng 20 ngày một tháng rồi mình trồng khá là ok nha, cho nó đâm một mặn là mình sẽ trồng cho nào ở trên cái đọt. Đọt cái này của nó là nó 33. Còn em đo lần chừng khoảng giữa này của nó là được 89 nè. 89. Chiều ngang mặt bầu của nó là nó chiều ngang mặt bầu của cây là được là 67 nha quý cô chú, 67. Cây si búp hồng mã số là 14. Xin giao lưu giá là 3.600.000 ạ. 3.600.000 em cũng bao ship là toàn quốc nha. Giá là 3.600.000. Cây si mã số là 14 ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 15 nha quý cô chú, mã số 15. Là một cây khá chua nha. Cây lùng lực nha quý cô chú. Cây này cũng có nước nuôi nè. Nuôi cái cốt đầu của nó thẹo kéo cũng khá là ok rồi. Tiếp là thông số. Từ mặt bầu lên tới đỉnh của nó là được là 40 ạ. Hoành của nó là được là 72 ạ. 72, cây vị trí đây của nó được là 72 ạ. Để em đo cái bệt của nó luôn. Bệt đặt của nó vị trí đây em đo là nó được là 100 ạ. Đây, ngay vị trí đây của nó là được 100. Chiều ngang cái mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu của nó là được là 55 ạ. 55. Bệt liền khá là đẹp anh quý cô chú. Còn hẹo đầu của nó chút xíu đây nữa thì nó đã liền rồi. Đây. Đầu đang chút xíu đây thôi. Đây là nó hợp tư rồi. Đây, bo vô gần liền rồi. Cái chua thì nó kéo rất là mạnh đây. Cây mã số 15, cây khế chua em xin giao lưu giá là 5.900.000 ạ. 5.900.000 em cũng bao ship là toàn quốc nha quý cô chú. Giá 5.900.000. Dạ, tiếp theo là mã số là 16 nha quý cô chú. Là một cây mai vàng ạ. Cây mai vàng có form tàn dù cũng khá là có duyên nha quý cô chú. Cây này được cái bộ đế cũng khá là đẹp cây luôn. Đế rễ bắp không nha quý cô chú. Để em quay vòng rồi em đo cái thông số của nó. Chiều cao từ mặt bầu lên tới cái đỉnh của nó là nó được là 1m3. Được 1m3. Từ mặt bầu lên tới độ thoát thân của nó là nó được là 70 ạ. Được là 70. Rồi để em đo cái hoành của nó. Hoành của nó là được là 54 ạ. 54. Độ sát với cũ dưới đây của nó là được là 64 ạ. Độ 3 vị trí đi. Trên leo nhỏ nhất của nó luôn. Tút trên leo luôn là nó 42 ạ. Cây cũ nở rất là đẹp không quý cô chú. Rễ thì bắp rất là lớn. Chiều ngang mặt bầu của nó là được là 80 ạ. Chiều ngang mặt bầu là 80. Cây này nó cũng có cái lỗi, có cái điểm yếu này vị trí ở đây nha. Cũng chia sẻ. Ở chủ nhà lúc trước nói nó có cái tự trưng nha, rồi nó bị tét, rồi nó bị phạm như đây chút. Nhưng bao quý cô chú là không có ăn ruồng hết nha. Để tay em hột tới vị trí đây là nó đã cứng rồi. Chỉ xíu đây thôi, hôm nay thấy mình về mình xử lý được. Hôm nay về mình xử lý, tại vì em bán em đỡ vậy. Chứ nếu quý cô chú nào mua thì có thể em xử lý đây dẫn được nha. Thời gian nó sẽ kéo liền lại, hẹo nó rất là nhỏ. Cây mai vàng mã số là 16. Em xin giao lưu giá là 7 triệu. 7 triệu em bao ship là toàn quốc nha. Giá là 7 triệu, cây mai vàng mã số là 16 ạ. Giá 7 triệu. Dạ, tiếp theo là mã số 17 nha quý cô chú.
Mã số 17 là một cây mai chiếu hỷ da đen lá lớn nha. Cây có form kiển cổ cũng khá là đẹp nha. Cây này cũng trăm chậu em rút ra rồi em xuống cái vàng lá nó cho nó ló cái vàng siêu dâm nha quý cô chú. Cây này mình giờ mình vô chậu chơi khá là ok nha. Cây cũng rất là già cây rồi. Cây khá là sạch sẽ luôn. Rồi để em quay vòng để em đo thông số của nó. Cây này chiều cao của nó tầm khoảng 2m2 quý cô chú. Từ mặt bầu lên tới đỉnh nó tầm 2m2. Còn cái tán ngang cái phơm tàn. Tán ngang phơm tàn của nó là nó hết cọng nước dây nha quý cô chú. Tầm mét giữ. Đến tiếng ra thông số nó luôn. Quanh ngay vị trí ở đây của nó là được là 31. Nên trên đây của nó là được 27 à. Cái này cục bế khá là lớn nha. Bế của nó là được là 117 à. 117. Bế sổ của nó là được là 33. Đấy là nó cứng ngắc nha quý cô chú. Nhìn cái khối đặc từ đó. Cây cốt cành cũng khá là to. Cành nó tầm khoảng 12 13 hết nha. Cốt của nó là được là 13. Cành của nó được 13. Cây là sạch hẹo không hẹo nhất nha quý cô chú. Cây kiển cổ này giờ vô chậu mình chơi là khá ok luôn. Cây kiển cổ mã số là 17. Xin giao lưu giá là 8.500.000 à. 8.500.000 em bao ship là 300 km nha. Hôm nay em cũng được 4 cây lớn em bao ship là 300 km. Những cây lớn em bao ship 300 km. Giá là 17 triệu à. Ủa giá là 8.500.000 mã số 17 à. 8.500.000 mã số 17. Dạ, tiếp theo là mã số 18 quý cô chú. Mã số 18 là một cây sam hương Đài Loan à. Cây này thành phẩm cũng khá là lâu năm rồi. Em cũng mới thay vô cái chậu đẹp nha. Giao lưu với quý cô chú. Rồi để em tiến vào cái thông số của nó. Chiều cao nó là được là 1m2 à. Chiều cao là 1m2. Cái tán ngang phơm tàn của nó là nó được là 1m3 à. Tán ngang phơm tàn 1m3. Tiến vào cái hoành của em nó. Hoành vị trí đây của nó là được là 53 à. 53. Đo hạo thứ 1, 2 cốt cành nuôi của nó nha. Cốt cành được là 23 à. Cây này nó cũng có cái điểm là nó bị lũa nha. Nó lũa thép hết rồi. Nó ra cứng già hết rồi. Cây này em cũng mới xuống cái vàng lá của nó luôn. Đây nước lửa của nó. Em cũng mới xuống cái vàng lá của nó. Cây rất là già cây luôn. Cây da của nó là lên da đồng hết nha quý cô chú. Cục cành nhau rất là đẹp cây nha. Thì em xuống cái vàng lá của nó. Nhưng em có chừa ở trên đây một chớp là lá của nó như này nè nha. Để cái mẫu của nó. Cành phong sau của nó là cũng 23 nha quý cô chú. Còn cành vị trí bên đây của nó là nó 22 à. 22. Co nhạo rất là đẹp nha quý cô chú. Đây, đây rất là đẹp cây nha. Cây này ngoài nhìn nó cây già cổ lão lắm nha quý cô chú. Rồi cây sam hương Đài Loan mã số là 18. Em xin giao lưu giá là 12 triệu à. 12 triệu em bao ship là 300 km nha. Giá 12 triệu em bao ship 300 km. Em bao ship luôn chậu luôn ạ. À. Cây nằm chậu cũng khá là đẹp không quý cô chú. Giá là 12 triệu. Giá 12 triệu em bao ship là 300 km ship luôn chậu.
Dạ tiếp theo là mã số 19 nha quý cô chú. Mã số 19. Mã số 19 là một cây khế ngọt nha quý cô chú. Cây khế ngọt, cây này có thể mình trồng bóng mát khá là ok nha. Cây cũng rất là lớn cây, có cái dốc thú khá là có duyên ha. Cây này em cũng có đo hảo cái chiều cao của nó là nó tầm khoảng là 2m4 nha quý cô chú, 2m4. Cái tán ngang phơm tàn của nó là nó được là 2m à. Tán ngang phơm tàn là 2m. Rồi để em quay vòng cái phơm tàn của nó thì em chỉ giờ thông số của nó nha. Cây này lúc em vận chuyển nó có bị rụng lá, nhưng bây giờ nó đang đâm chồi ra rất là mạnh nha. Cây cũng khá là nhiều trái luôn. Đây em đo vành thuốc trên eo của nó là nó được là 74 à. Vành là 74. Còn cái cũ của nó là nó được là 109 à. 109. Tổng đầu đế của nó là nó hết tổng thuốc dây nha. Có cái dốc là một con thú đang nằm nha. Nhìn ở ngoài rất là có duyên. Đo hào thử 1-2 cốt cành của nó nha. Vị trí đây của nó được là 35 mà. Trên đây của nó là 36. Còn cái cành sau của nó là nó tới 45 nha. Cây nó cũng em vận chuyển nó rụng lá, bây giờ nó ra lá rồi, giờ nó ra trái rất là nhiều nha quý cô chú. Quay gần lại cho quý cô chú anh chị mình có thể xem trái của nó nha. Ra rất là nhiều trái luôn. Ra chùm chùm hết nha quý cô chú. Đây, phía trên này nè, ra chùm chùm hết. Cây này cũng rất là già cây rồi. Nó khá là xiên trái luôn. Đây, ra trái nè. Trái nó luôn luôn nhỏ nhỏ là rất là nhiều nha quý cô chú. Anh em phải về mình xuống bồn rồi mình chơi luôn. Chơi cây ăn trái mình vừa chơi bóng mát luôn. Rồi cây khế mã số là 19, em xin giao lưu giá là 7.500.000 à. 7.500.000 em bao ship là 300 km nha. Giá là 7.500.000, bao ship là 300 km à. Cây này lúc em bứng cái form của nó rất là đẹp nha quý cô chú. Tại vận chuyển giờ nó bị rụng lá. Form rất là đẹp. Dạ tiếp theo là mã số 20 nha quý cô chú. Mã số 20 là mã số cuối cùng của cái clip em ngày hôm nay. Là một cây lọc quần nha quý cô chú. Cây này cũng thành phẩm phơm tàn cũng rất là đẹp rồi. Tại vì cây này nói chung là lúc vận chuyển đó, chạy gió nó táp nắng nên cái vàng lá của nó hơi bị cháy nha. Nó đã đâm chồi nó lú đọt non rất là nhiều rồi. Cái cây này em cũng có đo hảo cái chiều cao của nó là nó được là 1m4 à. Tán ngang của nó là nó 1m6. Cây cũng khá là lùng lực nha quý cô chú. Xin chào cái thông số ra nó luôn. Cây này hoành ở trên eo của nó là được là 78 à, 78. Cái cũ đặt của nó là nó được là 100 nha, 104 anh tính 100 thôi. Đây, ngay vị trí đây của nó là được 100. Cái vàng cốt của nó cũng khá là lớn nha quý cô chú. Cái cành số 1 của nó là được là 25 mà. Cành vị trí trên đây của nó là được là 31. Cành trên đây của nó là được là 20 ạ. Cây này nó cũng có cái điểm yếu là cái đầu mặt cắt lúc ta tán đầu đinh nó quý cô chú. Rồi nó bị sụp nhẹ nha. Nó bị sụp ở đây đây. Rồi ta mới chám xi măng lại. Rồi nó đang bo vô, nó bo vô ra cũng nói chung lại bo vô rất là mạnh nè. Nó đang ốp lại hai bên, nó từ từ nó sẽ liền lại nha. Lập dừng thì nó rất là mau kéo hẹo. Còn từ mí hẹo lên trên là cây nó sạch chăm chăm nha. Cây lọc quần mã số 20.
xin giao lưu giá là 5.500.000 à. 5.500.000 em cũng bao ship là 300 km. Bao ship 300 km giá là 5.500.000. Cây này cũng là cây mã số cuối cùng của clip ngày em ngày hôm nay nha quý cô chú. Nếu quý cô chú anh chị nào xem những cây nào hình ảnh không có chất lượng gì đó, mong kết bạn Zalo với em bổ sung thêm hình với thêm video ngắn nha quý cô chú. Cuối clip em cũng xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã xem kênh và ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.